đón chào các thầy cô. Vâng, có cô Lê Kiều Dung, phó hiệu trưởng ạ. Và tôi Nguyễn Thị Thu Hà, phó hiệu trưởng ạ. Về phía nhà trường có thầy Nguyễn Vinh Liên, tránh văn phòng, người đang đứng ở phía sau ạ. Vâng, xin được giới thiệu thầy Vinh Liên ạ. Còn chúng tôi rất vui mừng đón chào các thầy cô, nhưng đặc biệt là nói đi nói sự ngọt.